Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa và cửa hàng chúng em tại thôn 8 xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại của cửa hàng chúng em 0354392929 và số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn anh em nhé. Vâng, và hôm nay là ngày 27 tháng 9, cửa hàng chúng em lại lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nuôi địa anh em nhé. Đấy. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em rất là đặc biệt này, phân chia tôi thành hai hàng để cho anh em thoải mái lựa chọn luôn. Hàng bên trên này là những sản phẩm mà cao cấp để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình chuyên nghiệp, cũng như là để sử dụng khai thác tầm trung. Hôm nay là có con 021 này anh em, máy móc cực kỳ đẹp anh em nhé, và dòng này là dòng của Đức đấy ạ. Còn bên dưới này là những sản phẩm mà giá có phần hạt rẻ hơn để anh em dễ dàng lựa chọn, dễ dàng tiết kiệm. Những anh em mà kinh phí thấp, nói chung là về sử dụng gia đình thôi ạ, cắt ít đấy, không cần sử dụng nhiều. Và hôm nay thì cả chúng em thì trong video ngày hôm nay thì có nói rõ này, có test nổ luôn này, có phân tích rõ và có nhu cầu cắt những cái gỗ mà những con máy cưa có thể cắt được. Đấy, để tránh tình trạng anh em đặt hàng nhá, thì lại cắt gỗ to quá, lại lựa cái con máy nhỏ quá, mà cắt cái gỗ nhỏ quá lại lựa cái con máy to quá thì nó không đúng với công suất để cho anh em về phục vụ. Thì anh em nên theo dõi hết video anh em nhé. Và trong video này thì có báo giá luôn cho anh em. Đánh dấu ký tự ngày hôm nay là lô chữ N1 này. Đấy, N1, N2, N3, N4 cho tới N8. Đấy, và anh em nào mà ưng con nào rồi nhá thì anh em chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho cả chúng em. Ví dụ anh em muốn chốt con N2 chẳng hạn đúng không? Đấy thì anh em muốn chốt con này mà không biết tên con này nó là thương hiệu gì, mà không biết máy nó ra sao mà anh em muốn đặt hàng nghe, thì anh em chỉ cần báo là anh muốn chốt con N2 thì cả chúng em sẽ biết anh em muốn đặt con này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Anh em chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em. Đấy, và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai trên từng con nha. Về những con số này này, đấy là những cái giá mà cửa hàng chúng em đã công khai và bán. Đấy, và giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em này, và tặng kèm phụ kiện là một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Anh em thấy ok chưa ạ? Đấy. Rồi, con đầu tiên, con N1. Đây, con N1. Và dòng này, con này thì cửa hàng chúng em đang bán với tình trạng là thanh lý. Thanh lý anh em nha, thanh lý. Đấy. Và xin lỗi các quý khách hàng nha, con này nó là hàng máy mới chứ không phải là hàng máy bãi nha. Riêng trong lô ngày hôm nay thì em chèn đúng duy nhất một con nó là máy mới, là con này, con N1. Còn tất cả từ con N2 cho tới con N8 nó là hàng máy bãi anh em nhá. Con N1 này thì giá thì thanh lý chỉ 1650, miễn phí vận chuyển cho anh em này. Và con này thì công suất lớn để cho anh em về chuyên sử dụng khai thác anh em nhá, chuyên sử dụng khai thác. Và anh em cầm con này đi kiếm cơm thì cũng là ok rồi đấy em. Đấy, con này thì công suất của nó lên đến 52cc, tích hợp chụp giật trợ lực này, lam xích dài lên đến 55cm và lốc hợp kim nhôm. Đấy, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì cho nhu cầu anh em là cắt tất cả các loại gỗ rồi nhá. Gỗ to, gỗ nhỏ thì xử lý hết. Đấy, bổ xẻ gì vô tư luôn. Con này thì quá là hợp lý luôn rồi. Về cho nhu cầu anh em nào mà muốn sử dụng đi kiếm ăn, đi kiếm cơm đấy ạ. Đấy, tầm đi làm chuyên nghiệp về sử dụng nhá. Giá thì cực kỳ thanh lý cho anh em luôn. Đấy, và vẫn bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng, tặng kèm phụ kiện và miễn phí ship cho anh em. Đấy, giá chỉ 1 củ 650. Con này thì công suất lớn để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình anh em nha. Sử dụng gia đình, sử dụng khai thác ok luôn. Con này thì đây, phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này. Đây, nó có ký hiệu ở đây này anh em nhá. Cái bình xăng đây. Bên trên này là đổ nhớt. Nhớt anh em đổ nhớt Honda, nhớt thải hoặc là nhớt mới gì cũng đều được hết. Nó chỉ để có tác dụng là hút ra và bơi trôn cái bộ lam xích này thôi. Đấy. Và khi anh em nhận được hàng nha thì anh em chỉ cần kéo e này ra này, anh em giật nổ giúp em nhé. Anh em kéo e này ra, công tác gạt lên gạt xuống này, đây gạt lên đây gạt xuống đây gạt lên, rồi giật cho em tầm khoảng mấy cái cho tình trạng muốn nổ cái máy. Rồi đấy, nó muốn nổ vậy rồi đúng không, em đẩy vào, rồi anh em giật thêm cái nữa. Đó, ở đây nó ra. Đấy, thì nó muốn nổ vậy rồi, đẩy vào. anh em nào nhu cầu mà sử dụng ít, cần những chiếc máy cưa mà giá cả thì có phần hạt rẻ hơn để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình ấy, thì con này thì khá là hợp lý anh em nhá. Nếu mà kinh phí của anh em mà không được cao thì lựa chọn con này thì cực kỳ hợp lý. Linh kiện thay thế thì đến nữa thì mua bán thì cực kỳ dễ dàng. Và con này thì xài thì cũng cực kỳ ngon nhá. Cả hàng chúng em bán rất là nhiều về cái loại này luôn rồi. Và khách sử dụng phản hồi thấy quá là ok con này luôn. Giới thiệu cho anh em để nhu cầu anh em mà nhu cầu một chiếc máy cưa giá hạt rẻ thì có thể lựa chọn. Rồi qua con N2, con này là đến thương hiệu Makita này. Và dòng này là dòng của Nhật bãi nha anh em. Nhật bãi nha. Và dòng này nó cực kỳ nhỏ gọn luôn, để cho chuyên các bác nào mà thích điêu khắc ấy, hay điêu khắc gỗ linh tinh đấy ạ, mua về làm nghề nhá. Đây, lam của nó là lam mũi nhọn, lam Latin mũi nhọn này, xích mini. Và mạch gỗ thì con này thì cắt thì cực kỳ nhỏ và tiết kiệm gỗ luôn. Có đúng với sang phụ này, công tác linh tinh ở phết tất trên này cực kỳ tiện lợi. Con này nhỏ nhẹ lắm, nhỏ lắm. Con này chỉ tầm khoảng chưa đến 4 kg cả lam xích đâu anh em ạ. Nhỏ nhất trong phân khúc máy cưa xích mà. Đấy, con này thì cực kỳ nhỏ nhẹ luôn. Quá ok nha anh em. Anh em nhìn đâu ạ. Rồi, giá của nó là 2 củ khoai cho anh em. Hàng tới anh em bơm xăng này lên giúp em này. Rồi, giờ kết nối. Dây dần cực kỳ mới này anh em. Đấy, dây dần thì anh em nhìn đâu ạ. Dòng này là chuyên về điêu khắc nha, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Và đây đổ, đây là đổ sang pha nhớt này, bên trên này đổ sang pha nhớt nha, bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này anh em nha. Và lam con này dài khoảng tầm 30 phân, tầm 20 mấy 30 phân gì đó. Đấy, lam là lam Latin chuyên để điêu khắc cho anh em luôn nha, xích lam nguyên zin của nó luôn. Con này cam kết chuẩn zin đét đẻ cho anh em luôn, từ con ốc. Em thấy ok ra. Con này thì nó cực kỳ nhỏ nhẹ để cho anh em về phục vụ sử dụng điêu khắc, hoặc là anh em là muốn mà cầm một chiếc máy cưa nhỏ gọn để cầm trèo thang mà cắt cành trên cao đấy ạ. Đấy, cầm một chiếc máy cưa mà cầm một tay cực kỳ nhỏ nhẹ nhá. Leo trên cao thì anh em thiên về phải lựa chọn những con máy nhỏ nhẹ để xách nó đỡ mệt. Chứ cầm con máy mà nó khỏe quá, to quá thì cực kỳ mệt luôn anh em nhá. Và đây, một chiếc máy cưa tay cù tiếp. N3. Thế thì Echo Kioritz này, GC302, con này công suất lên đến 30cc. Và thương hiệu này có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không? Và con này thì có lẽ là các bác, rất là nhiều các bác biết về cái dòng này. Và bán thì cực kỳ chạy luôn anh em nha. Thắng xích khóa xích này, sử dụng ok luôn nha. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng ok hết này. Và lam xích chuẩn zin của nó luôn này, lam còn chữ luôn anh em nha. À, xích thì cả chúng em đã thay xích mới cho anh em luôn rồi, thay cho anh em một sợi xích mới. Về cắt không phải lăn tan gì cả, đúng không? Sang phụ đầy đủ này. Và đây là đổ, bên trên này đổ sang pha nhớt anh em nha, bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lạp xích. Đấy, anh em chú lưu ý giúp cả hàng chúng em. Lam con này dài lên đến 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm. Và con này được tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Máy móc liền mạch, không có bể vỡ gì cả. Công tác này, gạt lên là mở, gạt xuống là tát. Đây, 2 ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 anh em nha. Đây, con này thì tình trạng khá là mới và khá là đẹp luôn. Lam này còn chữ cả cho anh em. Con này thì đây, GC302, sản xuất tại nhà máy Yamabiko Code, Made in Japan này. Giá 2 củ khoai cho anh em, miễn phí vận chuyển và kèm phụ kiện. Và không cần cọc trước, bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em. Con này thì chuyên để cắt cảnh, cắt những khúc gỗ mà bằng bắp chân, bắp đùi đổ lại đấy à, hoặc là bằng cái phích nước đấy à. Đấy, cắt những cái cành mà tỉa nhánh đồ linh tinh. Anh em cầm một chiếc máy cưa nhỏ gọn để xài gia đình thôi. Thì nó xài cực kỳ bền cho anh em luôn nhá. Và anh em nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn đây của hàng Nhật bãi nữa đây. Con này là nó hay cưa tay dài, con này thì chuyên để cho anh em mà ở cắt những khúc gỗ mà ở dưới đất rồi nhá, chứ lèo cao thì con này thì rất là khó cầm, bởi vì nó được tích hợp là tay nó dài, một tay nắm ở đây, một tay nắm ở trên này. Con này thì ở dưới đất thì cắt thoải mái, công suất của nó cũng 30cc. Và con này thì cho anh em cắt khúc gỗ, nhưng đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, đường kính gỗ nha. Nếu khoảng tầm 25cm đổ lại thì có thể cắt bằng 2 lần, bằng 2 nhát thì mới có thể đứt được. Còn tầm khoảng 20 đến 15cm thì con này thì cắt phát một luôn. Lam của nó lên đến 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích đó là xài xích mini, và dòng này là hàng chuẩn Nhật luôn này, liền mạch không có bể vỡ gì cả, giá 1.900.000 N4 anh em nha. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Ốc của nó đây, anh em nhìn nó ốc còn vẫn còn những con mà vẫn còn 7 màu luôn nha. Và cả chúng em thì chuyên cung cấp cho anh em những sản phẩm mà máy thì chuẩn zin đét đẹp cho anh em, nên anh em không cần lo. Và con này là những cái hệ đời cao anh em nha, những cái hệ đời cao đời mới. Thì những cái con này thì giúp cho anh em khi mà hỏng hóc thì kiếm đồ linh kiện thì nó có phần dễ dàng hơn. Chứ nếu mà như anh em mà sử dụng mà những cái con máy mà của hàng Nhật bãi nhưng mà giá nó chỉ tầm khoảng mấy trăm ngàn đến 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 4 gì đấy đổ lại đấy, thì đến nữa anh em mua bán thì cực kỳ, mua bán linh kiện thì cực kỳ khó khăn luôn. Đôi khi là nếu mà những cái con máy mà nó bị hỏng, những cái linh kiện mà khó kiếm nhá, thì anh em coi như là xài xong mà bị hỏng cái là coi như là vứt cái máy đi luôn, không thể có xài được nữa. Đấy, những con này thì đời nó là hệ đời cao. Đấy, hệ đời cao để cho anh em về sử dụng đến nữa mua bán linh kiện thì rất là dễ dàng. Đây, đổ sang pha nhớt ở bên trên nha, đổ nhớt để bôi trơn lam xích ở bên dưới. Vâng, rồi ra test đổ cho anh em nghe. Thì nó phù hợp cho các bác nào mà cầm đi làm vườn làm rẫy, hoặc là cắt củi ở nhà, cắt củi linh tinh thôi, cắt những cành cây, cành nhánh đồ linh tinh, những cái cây mà cây củi ở nhà đổ đấy, hoặc là các bác nào mà hay đi ở nhà mà hay làm củi để nấu nướng đấy ạ, thì con này là rất là phù hợp nhá, nhỏ nhẹ, cân nặng chỉ tầm khoảng 4kg đến 4,5 kg cả lam xích, tầm 4,5 kg cả lam xích anh em nhá. Đấy. Rồi, và bây giờ là qua những cái hàng mà máy cưa cao cấp đây anh em. Qua hàng máy cưa cao cấp đây anh em. Rồi, con đầu tiên là một con máy cưa cũng nho nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đủ lai. Nhưng mà cái hệ này nó là hệ cao cấp. Đấy, dòng của Genowatt anh em nha. Và dòng này thì nó lại cực kỳ bền cho anh em luôn. Anh em nếu mà anh em muốn một chiếc máy cưa bền, tiết kiệm nhiên liệu, thì con này là nó tích hợp tất cả cho anh em. Nó xài cực kỳ nhỏ gọn luôn anh em, tích hợp chụp giật trợ lực này, và nhúng treo lò xo này, e gió tự động này, có bơm sang phụ đầy đủ cho anh em này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, lam của nó 35 phân, phần mặt cắt là còn 30 anh em nha. Xích nó là xài xích mini anh em nhá. Đấy, phần bên trên này là đổ sang pha nhớt này, cái nắp đen này là đổ sang pha nhớt này, nắp dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Công tắc thì ở dưới này đây, gạt xuống là tát, gạt lên là mở. Đấy, con này thì nó cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại, đường kính gỗ nha. Công suất thì nó rơi vào 34cc, còn nòng của nó trái bít tông lên đến 39mm cho anh em. Đấy, chụp ra trợ lực. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nổ cực kỳ nhạy nổ luôn, chạy cực kỳ êm. Hệ thống nhún treo này, đấy anh em nhìn cái hệ thống nhún treo của nó không, cái cục máy này rất là rung nha. Đấy, nhưng mà cái phần tay cầm này thì nó không hề có tình trạng bị rung luôn, và rung của nó rất là hạn chế để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp hoặc sử dụng cả ngày ấy, thì cái phần tay cầm này của nó sẽ không làm cho anh bị tê tay. Đấy. Điều kiện thì xài con này thì cực kỳ sướng luôn. Giá của nó là 2,5 triệu 2,5 triệu anh em nha. Đấy, giật này, dễ nổ không anh em? Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nha. Đấy, có lên. Đấy. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, phương ra trượt lông. Material Genowatt thì cái dòng này thì cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho anh em rồi. Anh em xài con này thì em cam kết cho anh em mình xài cực kỳ ngon luôn nhá. Nếu mà anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi ạ, thì siêu VIP cấp pro luôn anh em. Nó giá thì chỉ ngang với con máy tàu thôi, cũng không có cao quá. Anh em có kinh phí để xài con này thì cực kỳ hợp lý. Vâng, và một con máy cưa Kioritz tiếp, và dòng này của dòng Echo anh em nha, Echo Kioritz CS300. Con này giá 2,4 này. Đấy, công suất của nó là 30cc cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Cũng nhỏ nhỏ để cho em xài gia đình anh em nha. Hai ốc chân lam này bạn trực tiếp ở khóa 13 này, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nhá. Con này thì nó về cho anh em sử dụng gia đình thôi, chứ không thể khai thác được anh em nha. Hệ nói là con này là hệ nòng đứng và đời cao cấp. Và mua bán đến nữa hỏng hóc hay mua bán linh kiện thì nó cực kỳ dễ dàng. Được ốp tích hợp vào trùng giật trợ lực này. Đây, sản xuất tại nhà máy Yamabiko này, CS300. Lam của nó lên đến 35cm, phần mặt cắt là còn 30. Xích nó là xài xích chung 91 anh em nhá. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy. Và con này tình trạng là đẹp này, nhức nách luôn anh em. Anh em nhìn phần bô không? Đấy. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, núm bơm xăng phụ đầy đủ anh em nhá. Đấy, e gió là e gió tự động luôn. Đấy, e gió tự động luôn nha. Bóp ga và tự đẩy về. Đấy. E công tác đây, gạt lên là mở, gạt xuống là tát. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe con này luôn. Giá 2,4 củ khoai thôi. Đấy, nổ cực kỳ tang luôn. Đấy, con này thì cái độ tua của nó thì nó không có rét máy quá, thì nó sẽ giúp cho cây máy nó được bền bỉ hơn. Anh em về sử dụng nhá. Những con máy như thế này thì sẽ giúp cho anh em mình cực kỳ bền cho anh em về sử dụng và trải nghiệm luôn anh em. Còn các bác mà các bác thì tìm đến cái hàng bãi Nhật thì các bác chỉ thiên về bền đúng không anh em? Bền bỉ thì con này đáp ứng được cực kỳ tốt cho anh em. Nếu mà anh em mà kinh phí cao một tí xíu, chịu đầu tư một tí xíu, xài con này thì cực kỳ chất lượng luôn anh em nhá. Đấy. Rồi, còn anh em là muốn khỏe ở đây, về xài chuyên nghiệp đây, xài chuyên nghiệp thì con này đây anh em, Shindaiwa SD. Con này là dòng K35, công suất của nó lên đến 35cc và đường kính chai bít tông 40mm. Con này nó xài gia đình chuyên nghiệp luôn nha. Cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại ấy, đường kính khúc gỗ đấy nha. Đấy, thì con này là cắt vô tư luôn. Lốc là lốc hợp kim nhôm luôn nha, chứ không phải là lốc nhựa như những con mà những con máy mà ấy khác. Đấy, nên là em bảo là xài chuyên nghiệp là ở chỗ đấy đấy ạ. Nếu mà anh em về sử dụng chuyên nghiệp là các bác mà sử dụng cả ngày đúng không ạ? Thì nếu mà những cái con máy mà sử dụng cả ngày thì các bác nên lựa chọn những con máy mà lốc hợp kim nhôm như thế này. Đấy, thì nó khi mà anh em về xài trải nghiệm anh em nhá. Đôi khi mà về anh em sử dụng chuyên nghiệp cả ngày thì nó cắt cực kỳ nhiều luôn. Thì cái lốc hợp kim nhôm này sẽ giúp là tản nhiệt và chịu nhiệt cực kỳ tốt. Và con máy sẽ được bền bỉ hơn cho anh em. Giá thì 2,650 con N7 anh em nhá. Lam của nó 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Đây, SD K35 này anh em, model K35. Và trên thị trường hiện tại bây giờ là có cái dòng K28 ấy nha, cũng Shindaiwa SD, nhưng mà K28 thì công suất nhỏ hơn, nhưng mà máy móc thì nhìn nó rất là giống nhau. Đấy, nên là các bác tham khảo nha. K28 thì máy nhỏ hơn con K35 này, nên là con này thì có nó xài chuyên nghiệp cho anh em luôn nha. Đấy, vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn anh em nha. Đấy, con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đủ lại thì ăn đứt luôn anh em. Con này thì nó là chuyên nghiệp luôn rồi, để cho anh em về sử dụng khai thác đấy ạ. Rồi, cuối cùng là một con máy cưa đến từ hiệu STIHL MS021. Con này là mang thương hiệu Made in Germany của Đức anh em nhá, Made in Germany của Đức này. Giá 3,8 củ khoai, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Hai ốc lân chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Đấy, máy móc này. Lam nha, lam Latin luôn anh em nha. Lam STIHL Latin luôn, làm nguyên zin của nó đây ạ. Lam này là lam zin luôn anh em nha. Và xích thì cả chúng em đã lên cho anh em một sợi xích mới luôn rồi. Giá thì 3,8 củ khoai, con này thì công suất của nó lên đến 40cc. Đấy, đường kịch chắn bít tông là 40mm. Anh em nhìn bên trong này. Đấy, phần lọc gió lọc nhiệt của nó này đầy đủ anh em nha, không hề có rách rưới gì cả. Con này là cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn đấy ạ. Và tình trạng con này thì khá là đẹp luôn anh em nha. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, 3,8 củ khoai thôi. Lam xích cực kỳ chất lượng luôn rồi nha. Và bộ lam xích này nếu mà bán rời bên ngoài thì nó dao động từ tầm khoảng 6 đến 700 ngàn, 6 đến 700 ngàn anh em nha. Cái sợi xích mới của nó này đã khoảng 200 ngàn một sợi luôn rồi. Đấy, và cây lam thì nó khoảng tầm 4-500 nữa. Lam này lam Latin luôn lên anh em nhá. Đấy, anh em thấy ok không ạ? Con này thì nó chuyên về cho anh em phải sử dụng khai thác tầm trung anh em nhá. Khai thác tầm trung thì anh em quá con này thì cực kỳ hợp lý luôn rồi. Khai thác tầm trung con này thì về cho anh em cắt chuyên nghiệp đấy ạ. Xài chuyên nghiệp thì cũng vô tư luôn nhá. Ôi, con N8 giá 3,8 củ khoai, anh em nào mà ưng con N8 thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dòng này là dòng 021 và các bác nào xài máy cưa thì có lẽ là không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi. Nó thuộc dạng hàng top rồi anh em, đúng không anh em? Vâng, và vừa rồi cả chúng em đã dần test tủ giới thiệu cho anh em 8 con máy cưa xích. Anh em tham khảo video và ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em.